谁更肯定将教训对客谋命满当真看来的共有学问越来跳梁分有行政呀阿姨的份Dạ, chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống đời sống Phật hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Biên Huy trụ trì chùa Đầu Ngự sẽ tiếp tục giảng về những lời Đức Phật dạy qua kinh Pháp Cú. Và chúng tôi hy vọng với những lời giảng dạy và chia sẻ của thầy sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về Phật pháp để có một đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, A Di Đà Phật, và chúng con kính chào thầy. Như Đạo Phật, chào cô Nhật Quân Huy. Chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, kính bạch thầy, bài kệ 145 là bài kệ sau cùng trong phẩm hình phạt. Thì chúng con xin phép đọc bài kệ như sau: là người trì thủy dẫn nước, người làm tên nắng tên, người thờ mộc uống ván, bậc từ điều điều thân. Và kính bạch thầy, do nhân duyên gì mà Đức Phật đã nói lên bài kệ này ạ? Cảm ơn cô Nhật Nguyễn Huy đã đọc cái bài kệ này. Và thưa quý vị, cái bài kệ này chúng ta nhớ lại vào cái bài kệ mà 80 của vị sa di Phan Di Ta cũng như vậy, giống như vậy. Ở đây nhân một cái bữa đi khất thực, Ngài Xá Lợi Phất đã dẫn theo một cái vị sa di rất là nhỏ tuổi tên là Sử Kha. Trên đường đi thì cái vị sa di này thấy một người dẫn nước vào ruộng, một người vót tên để mà bắn cung đó, và một người nữa thì làm tất cả những cái miếng ván để cho nó bằng phẳng, để mà làm tất cả những cái đồ cần dùng. Nhưng mà thì cái vị sa di Sử Kha này mới thưa với Ngài Xá Lợi Phất là: bạch hòa thượng, những người này họ làm những cái điều này để chi như vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng là họ làm những cái đồ đây nó trở thành những cái vật hữu dụng, ví dụ như cái tên nó cong chưa thẳng được thì họ uống cho nó thẳng, cái chỗ nào mà nước ở trong ruộng nó cao chưa dẫn được thì họ đào mương, họ dẫn vào để cho nước tưới những cái cây lúa, cây ngô đó cho nó tốt, và cái miếng ván chưa có thể dùng được thì phải làm cho nó thẳng để mà làm những cái vật dụng cần thiết tiện nghi. Thì vị sa di đã mới bạch với Ngài Xá Lợi Phất rằng như vậy thì tất cả những cái vật dụng vô tri vô giác người ta có thể trở thành những vật hữu dụng như vậy thì cái tâm mình như thế nào, mình có thể mình làm cho nó trong sạch, nó dứt hết tất cả những cái phiền não được hay không? Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy rằng cái điều đó rất là được. Cái tâm con người khi mình có thể mình điều phục nó thì nó trở thành thanh tịnh khi mà nó bị hoen ố. Nghe vậy thì vị sa di Sử Kha này mới xin phép Ngài Xá Lợi Phất quay trở về nhà, và Ngài đóng cửa lại để mà ngồi thực tập thiền quán như lời Ngài Xá Lợi Phất cũng như Đức Phật đã dạy. Lúc bây giờ thấy cái sự nhiệt tình đó và gần chứng được quả, cho nên các cái vị trời tứ thiên vương cũng đã xuống canh cửa không cho ai vào để Ngài tu tập. Và chính gần tới cái lúc chứng quả A-la-hán đó thì Đức Phật đến chỗ trước cửa phòng đó, chặn Ngài Xá Lợi Phất lại để khơi chuyện, để nói những cái chuyện để mà ngăn Ngài Xá Lợi Phất lại khỏi, để động tâm cái vị sa di Sử Kha đó. Và sau lúc đó vào cái buổi trưa thì cái vị sa di Sử Kha đó chứng được quả A-la-hán. Thì nhân đó mà Đức Phật mới đề cập tới cái vị sa di đó, và Ngài đã kể ra một cái câu chuyện này, và Ngài đã đọc lên cái bài kể rằng là: người trị thủy thì dẫn nước, kẻ làm tên thì nắng tên, người thợ mộc thì uống ván, bậc tự điều điều thân. Đó là những nguyên nhân mà Đức Phật đã nói lên cái bài kể này. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy, vậy theo như tích truyền mà quý thầy vừa chia sẻ với chúng con và quý khán thính giả, là chú bé Sử Kha ở trong cái câu chuyện này là từ nhỏ mà đã có được một cái phước duyên lớn là để được xuất gia và gặp được một cái vị minh sư rất là giỏi là Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn tu tập, cho nên chứng được cái quả vị rất là sớm,
rất là nhỏ tuổi. Mà thì theo chúng con suy nghĩ thì đối ngược lại với ngày hôm nay á, thì thực sự ra bây giờ là nói một câu thì nó hơi đời thường một chút là đồng thau lẫn lộn, thì mình phải dựa trên những cái định chuẩn nào để mình biết đó là một cái vị minh sư, đó là một cái vị thầy mà chân chính để cho mình theo mà tu học ạ. Dạ. Cảm ơn cô Nhật Nguyên Huy. Và thưa quý vị, làm thế nào để chúng ta biết được đó là cái bậc minh sư để chúng ta theo, chúng ta học? Thì căn cứ trên cái vấn đề này thì thưa quý vị, vấn đề thứ nhất, như Đức Phật đã dạy, cái người đó phải giữ gìn cái giáo luật. Mỗi người giữ gìn giáo luật và thực hành tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật, cái vấn đề giới là căn bản nhất. Cho nên cái người mà kế thừa để mà giữ gìn cái diền mối của Phật pháp để hướng dẫn đó chính là cái giáo luật là làm đầu. Cho nên Đức Phật dạy rằng khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, như lời Ngài A Nan hỏi, thì chúng con sẽ lấy ai làm thầy? Và Ngài Đức Phật đã nói rằng là các ngươi phải lấy giáo luật làm thầy. Cho nên cái vị thầy căn bản nhất đó là cái vị thầy luôn luôn tinh nghiêm trong cái giáo luật và thực hành tu tập thiền định, tụng kinh, niệm Phật, bái sám. Và cái vị đó không có quên cái phần, nghĩa là phải nghiên cứu kinh điển để hướng dẫn cho chúng ta đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai. Nếu người nào đó nói rằng là tu tập, giữ gìn giáo luật và tu tập không vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải có một cái trí tuệ, chúng ta mới nhận định được cái con đường đó là đúng, cái lối tu này là đúng, cái lối tu kia sai. Còn nếu mà chúng ta 2-3 trong cái vấn đề đó mà nếu mà chúng ta thiếu đi thì chắc chắn là nó sẽ mất đi một chân. Như là cái kiền ba chân mà nó mất đi một chân thì chắc chắn không có bao giờ mà nó đứng vững được nha. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Thì kính bạch thầy, trong bài kệ này có cái câu cuối là bậc tự điều điều thân. Vậy cái người mà tự điều, cái bậc tự điều đó là điều cái gì và cái người như thế nào ạ? Dạ. Cái vấn đề điều thân ở đây, như chúng ta biết, bậc điều tức là cái bậc đức hạnh đó phải điều phục cái thân và tâm của mình. Nói là cái thân của mình đó, tức là nói cả chung cả tự điều, tức là tự điều là nó nói về thân lẫn cả tâm nữa. Cái tự điều tức là ở bên trong tâm của mình. Mỗi người, Đức Phật dạy chúng ta rằng là người đó hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật như là cái người chỉ mặt trăng, nhưng mà cái tay của Ngài không phải là cái mặt trăng mà mặt trăng ở kia. Thì chúng ta biết rằng là mỗi một khi chúng ta học được cái giáo lý của Đức Phật rồi, chúng ta phải nỗ lực. Những cái vị thầy đó chỉ làm cái phương tiện để hỗ trợ cho chúng ta, chứ các ngài không có tu thế cho chúng ta được. Mà như Đức Phật từng nói rằng là ai ăn nói no, ai tu nói chứng, cái điều đó hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta. Ngài làm hướng dẫn được. Cho nên có nhiều người nói vậy thì chúng ta không có nhờ ơn, không có tri ân với tất cả những cái người khác, mà chính bản thân nỗ lực của chúng ta làm nên cái việc đó, chứ đâu có dính dáng gì tới. Nhưng mà cái đó nó lại càng đi xa một chút nữa là chúng ta không có hiểu, không hiểu như thế nào. Bởi vì nếu mà không có người hướng dẫn chúng ta tu tập á, thì rõ ràng chúng ta đi sai đường lối. Đó là cái điều mà chúng ta tri ân. Ví dụ như cái biết của mình là chính mình biết, cái sự tu tập của mình nó sẽ đem lại lợi ích cho mình. Nhưng mà cái người không có cho tiền cho chúng ta để không có hướng dẫn chúng ta để kiếm ra đồng tiền, rồi chúng ta không có để mua tất cả những thứ ăn, hay là chúng ta có thể tìm nước được, thì làm sao mà chúng ta đỡ khát, hoặc chẳng là chúng ta đỡ no. Cho nên cái vấn đề đó chúng ta vẫn luôn luôn tri ân, chứ không phải là ai tu nói chứng, ai ăn nói no như vậy. Thì nói cho rốt lại thì nếu mà không có người hướng dẫn thì rõ ràng chúng ta sẽ bị lạc đường. Cho nên cái vấn đề đó luôn luôn chúng ta cần phải tri ân, mặc dù những cái người đó chỉ đường, nhưng mà cái bản thân của chúng ta đạt được cái kết quả, những cái điều đó là tự mình phải điều phục cái thân tâm của mình
nó mới thành tựu được, thưa cô. Dạ. Dạ, kính bạch thầy, như vậy có nghĩa là mình muốn tự điều phục cái thân tâm mình, bên cạnh đó mình cũng phải kiếm một cái người thiền tri thức để hướng dẫn mình nữa, phải không thưa thầy? Dạ, thưa đúng rồi. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn thầy ạ. Dạ, và xin quý vị hoan hỷ đừng rời khỏi máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng...